Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị trong bản tin 10 phút ngày hôm nay. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua ngày 5 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Sau khi nghe lãnh đạo đài báo cáo một số nét cơ bản về tình hình kết quả hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, kế hoạch tiến độ sản xuất chương trình Tết Nguyên đán 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, khẳng định đài đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, tác động lớn tới kết quả chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh quảng bá tiềm năng thế mạnh, hình ảnh vùng đất con người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nổi bật trong năm qua, cán bộ phóng viên không chỉ phản ánh những ưu điểm, những thành tựu diễn ra trên địa bàn tỉnh, mà đã rất nỗ lực bám sát cơ sở, dũng cảm nêu lên những khuyết điểm mặt trái của xã hội, từ đó giúp tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm ủng hộ tạo điều kiện để đài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mong muốn đài tiếp tục đoàn kết đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thăm tặng quà bệnh nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đến thăm tặng quà 15 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Bảo hiểm xã hội các huyện thị xã tổ chức thăm tặng 50 suất quà cho các bệnh nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các trung tâm y tế các huyện thị xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Cũng nhân dịp Tết này, trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã huy động tặng 170 sổ bảo hiểm xã hội và 320 thẻ bảo hiểm y tế trị giá gần 750 triệu đồng cho người nghèo, cận nghèo. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Những ngày này, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên kịp thời gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui xuân. Bên cạnh việc huy động hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tự tay gói 9.000 chiếc bánh chưng tương đương với 2 tấn gạo nếp để dành tặng cho 4.600 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền và kêu gọi sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát động trong hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị đóng góp tiền và hiện vật tặng gần 9.000 phần quà với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng trao tặng gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động chăm lo thiết thực trên của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong toàn tỉnh đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn động viên tinh thần giúp cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi vươn lên ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc trong sự ấm áp và chan chứa nghĩa tình. Trong ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 2 năm 2024, đoàn công tác của Công an tỉnh Hưng Yên do đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra và chúc Tết động viên các đơn vị tại một số địa bàn. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các đơn vị trên các mặt công tác, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương cho công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tuyến đường trọng điểm, tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết được an toàn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ ngày 1 tháng 7. Mức tăng được đề xuất là 6%, tương ứng tăng từ 200 đến 280.000 đồng. Cụ thể, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu đồng, vùng 3 là 3,86 triệu đồng và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Lương hiện hành, các vùng đang dao động từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Trước đó, giữa năm 2023, Hội đồng Tiền lương đã họp để bàn tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024.
Tuy nhiên, thời điểm này, hội đồng chưa thể đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế xã hội thời gian tiếp theo. Mức tăng 6% được đánh giá là hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, theo kế hoạch bay của các hãng hàng không, dự kiến ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn có 608 lượt chuyến bay và 105.000 lượt khách qua cảng. Sản lượng vận chuyển này tăng khoảng 25-30% so với lịch bay mùa đông, tăng khoảng 12-15% so với cao điểm Tết năm ngoái. Trước nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường công tác phối hợp điều hành hoạt động bay, triển khai hàng loạt biện pháp phục vụ cao điểm. Cảng cũng phối hợp với công ty quản lý bay miền Bắc, trung tâm khí tượng hàng không, trung tâm thông báo tin tức hàng không để cập nhật và cảnh báo thời tiết cực đoan theo đúng các phương án, văn bản hiệp đồng bảo đảm hoạt động bay. Nhằm đảm bảo an toàn văn minh lịch sự, ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2024 cho biết vẫn sẽ bán vé điện tử và thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương để vận chuyển thuyền đò phục vụ du khách về tham quan lễ Phật đảm bảo. Lễ hội chùa Hương năm 2024 huyện Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra trong 3 tháng, khai hội vào ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6 tháng Giêng. Năm nay, ban tổ chức lễ hội tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, bảo đảm an toàn, văn minh và thân thiện. Lần đầu tiên thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương vận chuyển thuyền đò phục vụ du khách. Giá vé dịch vụ thuyền đò vận chuyển khách gồm tuyến Hương Thích 85.000 đồng một người hai lượt, tuyến Long Vân 65.000 đồng một người hai lượt, tuyến Tuyết Sơn 65.000 đồng một người hai lượt. Thời gian vận chuyển xuống đò đưa khách tham quan từ 5 giờ đến 20 giờ, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 0 giờ đến 20 giờ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Ban tổ chức cũng tiếp tục thử nghiệm đưa xe điện vào vận chuyển trong khu vực lễ hội để phục vụ du khách. Chuyển sang phần tin quốc tế, trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, giá các mặt hàng thiết yếu Hàn Quốc như thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô đang tăng rất mạnh, trong khi đó lượng người mua sắm lại vắng hơn cả thời đại dịch COVID-19. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, giá cà chua, táo, cà tím và hành lá đã tăng tới hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá hồng, lê, quýt cũng tăng khoảng 40%. Thông thường, tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được coi là thời điểm thu được nhiều lợi nhuận nhất đối với tiểu thương buôn bán ở chợ truyền thống. Nhưng năm nay, họ cảm nhận lượng khách hàng đến chợ giảm mạnh, thậm chí thấp hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19. Trước đó, vào hôm 16 tháng 1, chính phủ Hàn Quốc đã công bố nhiều biện pháp mới để kiềm chế lạm phát, trước thềm Tết Nguyên đán, trong đó có việc giảm giá rau củ tươi và ngừng tăng giá điện. Chính phủ nhận định, dù nền kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi về tổng thể, thì lạm phát vẫn chưa thể dịu bớt và người dân sẽ chật vật với giá cả sinh hoạt trong nửa đầu năm 2024. Cũng như phần đông người dân châu Á, người dân Hồng Kông, Trung Quốc đang hối hả mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong những ngày này, một địa điểm mà rất đông người dân muốn đến thăm là chợ hoa Tết. Chợ hoa Tết ở công viên Victoria với gần 400 gian hàng, những ngày này luôn đông đúc người qua lại, buôn bán sầm uất. Với quan điểm cho rằng, đặt một chậu hoa lan rực rỡ trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán sẽ mang lại thịnh vượng và may mắn. Nhiều người Hồng Kông khi đến chợ hoa đều mua về ít nhất một chậu lan nhỏ. Ngoài ra, cành đào và hoa dơn cũng được người dân ưa chuộng. Dù giá hoa ở chợ cao hơn một chút so với các cửa hàng hoa bình thường, nhưng do chợ chỉ họp mỗi năm một lần và dịp Tết Nguyên đán, nên mọi người vẫn muốn đến mua để cảm nhận không khí lễ hội. Nhiều gia đình cũng đưa trẻ em tới trải nghiệm và cảm nhận không khí Tết đến xuân về. Chợ hoa Victoria là một trong 15 chợ hoa được tổ chức trên khắp đảo Hồng Kông, Cửu Long và Tân Giới. Một số chủ sạp hàng cho biết, kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng từ 20 tới 30%. Các chợ hoa tại Hồng Kông sẽ mở cửa từ nay đến sáng ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Lễ hội tuyết thường niên Sapporo vừa được khai mạc tại thành phố cùng tên, thủ phủ của tỉnh Hokkaido ở cực bắc của Nhật Bản. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng khoảng 190 tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ bằng băng tuyết được trưng bày tại lễ hội, bao gồm các tác phẩm do người dân ở địa phương chế tác. Tại địa điểm chính là công viên Artery ở trung tâm thành phố, khách tham quan ấn tượng trước các tác phẩm điêu khắc bằng tuyết cao tới 12 mét, thể hiện các nhân vật trong bộ truyện tranh Golden Kamuy nổi tiếng của Nhật Bản. Bộ truyện này khai thác đề tài lịch sử kể về dân tộc thiểu số Ainu ở miền Bắc, với nhiều nét văn hóa độc đáo. Những người đam mê điêu khắc băng tuyết có thể ngắm và tìm hiểu mọi thông tin về những tác phẩm này trên trang chủ của lễ hội. Là một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất của Nhật Bản, lễ hội tuyết lần thứ 74 này được tổ chức tại 3 địa điểm trong thành phố Sapporo và kéo dài tới ngày 11 tháng 2. Bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.